Chúng tôi xin đại diện ban đại diện cộng đồng xin chân thành gửi đến chư hòa thượng đại đức tăng ni lời cảm ơn chân thành của ban đại diện của chúng tôi là quý vị đã đáp ứng lời yêu cầu của chúng tôi để thực hiện một đêm thắp nến. Lẽ ra cái đêm thắp nến này sẽ được tổ chức một cách to lớn hơn, nhưng vì hoàn cảnh thời tiết ngày mai không có thể thực hiện được, cho nên trong cái tinh thần, trong cái chánh điện này, với một cái tinh thần rất là ấm cúng, tất cả quý đạo hữu, quý Phật tử đã hiện diện ngày hôm nay cùng quý chư tôn thượng tọa hòa thượng đại đức tăng ni ở đây để chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả đồng bào của chúng ta đang gặp khổ nạn ở trong đất nước. Tôi là Lama Lobsang Tenzin, một tu sĩ Phật giáo Tây Tạng của hệ phái Ca Cái Lúc của ngài Đức Đạt Lama. Thì hôm nay tôi đến đây dự là bởi vì trong cái truyền thống Phật giáo Tây Tạng thì cái phương pháp tu của chúng tôi là phải nhìn thấy mình là Phật, thấy cái cảnh này là thế giới này cực lạc của Phật A Di Đà. Khi mà chúng ta bố thí tiền bạc ở đêm nay hoặc những đêm khác mà quý vị sẽ giúp đỡ như vậy thì cái phước đức rất là lớn, mà phước đức cũng rất là quan trọng để mà chúng ta có thể đạt được trí tuệ như một vị Phật. Bởi vì trí tuệ và tâm đại bi là hai mặt của cùng một thứ. Nếu mà chúng ta không có tâm đại bi thì chúng ta không bao giờ đạt được cái trí tuệ của bát nhã của Phật. Vậy thì tôi kêu gọi tất cả các Phật tử đang nghe lúc này, cũng như các Phật tử mà sẽ biết được tin tức này, quý vị hãy phát tâm để mà yểm trợ tiền bạc cho đồng bào của tất cả các tỉnh miền Trung. Cũng ở trong một tư thế của tu sĩ Tây Tạng, tôi muốn nhắn gửi điều này là cái giải pháp đó chỉ là giải pháp tạm thời, là bởi vì Tây Tạng đã bị đe dọa cai trị bởi Tây Trung Hoa, Trung Cộng trong mấy chục năm qua. Đất nước Việt Nam cũng sẽ sắp sửa bị rơi vào tay làm nô lệ Trung Cộng nếu mà đồng bào trong nước và hải ngoại không đứng lên để mà giải quyết vấn đề Việt Nam. Thành ra cái vấn đề Việt Nam đó là một giải pháp tạm thời. Chúng ta muốn nói lên một tiếng nói là gì? Là chúng ta đứng sát cạnh những đồng bào trong nước, yểm trợ họ để họ nhìn thấy cái tinh thần như vậy, họ mới là gọi là giải quyết được vấn đề vĩnh viễn của Formosa cũng như nạn nhân cái vụ mà thiên tai bão lụt. Rồi chúng ta sẽ đi đến đường dài những kế hoạch khác để cho đất nước của chúng ta 90 triệu người không phân biệt là Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo. Cái sự đóng góp của quý vị, nhất là Phật tử ở cái vùng San Jose này và chùa Bảo Quốc và chùa Bảo như vậy, thì là cái gì chúng ta muốn nói đến những người đồng hương của chúng ta, dù là họ là tín đồ Thiên Chúa giáo, rằng là Phật giáo có một tinh thần từ bi, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt gọi là miền Trung, miền Nam của Bắc, tất cả chỉ là một. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cái tình nghĩa sắt son không có thể diễn tả được. Cái tình nghĩa một miếng khi đổi bằng một gói khi no người Việt, trong khi ở đây hôm nay quý vị mời quyên góp, nhưng mà quý vị cái trận mà xả lụt bão ở Quảng Bình về Hà Tĩnh vừa rồi á, tội lắm quý vị ơi. Số người chết thì không nhiều, nhưng mà tất cả nhà cửa, đồ đạc súc vật của họ, hàng ngàn ngôi nhà trôi theo nước lụt ra biển ra sông. Đi xuống đây để chứng kiến, để an ủi, để khuyến khích, vì tình người Việt Nam chúng ta nghèo thiệt, nhưng chúng ta có câu nghèo tiền nghèo bạc đừng lo, nghèo tình nghèo nghĩa mới cho là nghèo. Vậy quý vị ở đây không nghèo tình nghèo nghĩa. Tiếp theo là lễ dâng nến cầu nguyện
Đức Thánh Chư Tôn Đức và Đại chúng đồng đưa đến trên tay và lặp lại theo lời. Cúi đầu đảnh lễ Đức Quan Âm. Cúi đầu đảnh lễ Đức Quan Âm. Tương tố quang minh nguyện lực thông. Tương tố quang minh nguyện lực thông. Nghìn mắt sáng soi đường tâm tối. Nghìn mắt sáng soi đường tâm tối. Nghìn tay dìu dắt kẻ mê lầm. Chiến dịch triệu chén cơm cứu trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường và bão lụt tại miền Trung Việt Nam, tổ chức tại chùa Bảo Phước, thành phố San Jose, California. Trước thảm họa môi trường ô nhiễm đầu miền Trung từ Hà Tĩnh trở vào, Vũng An là điểm quan trọng đứng đầu do nhà máy Formosa thải độc. Nhà máy thép chủ Đài Loan đứng gốc, nhưng đằng sau Trung Cộng đã chủ mưu, áp đặt cùng nhà nước đáng cận thù, gây chết chóc dân lành, ôi đau khổ. Khắp bốn tỉnh miền Trung dân phẫn nộ, suốt bao đời nghề biển của cha ông. 4.000 năm dân Việt giống tiên rồng, người ngữ phủ quyết giữ gìn truyền thông. Giặc phương Bắc ngàn năm xưa hành động, đã chủ trương đánh cướp nước Việt ta. Dù ngàn năm cũng bị đánh bật ra, dân bất khuất thời xưa nay cũng thế. Dù hiện nay đã cầm quyền cộng phi, to rập nhau với Trung Cộng hợp đồng, ký bán nhiều hải đảo khắp Biển Đông như Hoàng Sa và Trường Sa đã mất. Về phía Bắc ải Nam Quan bản chất, vùng ven biên nhiều tính cũng không còn. Vùng cao nguyên Trung Việt chúng bán luôn nàng bú xít gây nhiễm ô rộng lớn. Hiện bốn tỉnh miền Trung thật nguy khôn, nhiễm nặng nề dẫn đối khổ bi thương. Tình trạng dân thất nghiệp thật vô phương, dân tê liệt không còn đường sinh sống. Đảng Cộng sản và báo quyền Việt Cộng ngơ mắt nhìn không quan thiết cứu dân. Lũ tham ô độc ác họ bất cần, loài vô cảm vô lương tâm tàn bạo. Chúng to rập bọn Hán gian chỉ đạo, và cúi đầu văn phục thói đê hèn. Ác với dân hèn với giặc nhiều phen, ôi thống khổ vô vàn dân thống khổ. Trước tình trạng dân tộc mình đau khổ, là nạn nhân của chế độ bạo tàn, nên các ngài tu lãnh đạo tinh thần đã kêu cứu khắp nơi trên thế giới. Điều chắc chắn nơi nào cùng nghĩ tới tình đồng bào nghĩa đồng chủng Việt Nam. Hãy vì tình dân tộc phát tâm làm việc cứu khổ nạn nhân ô nhiễm. Tại miền Bắc, Cali là khởi điểm, ban cộng đồng người Việt đã đứng lên. Nhiều hội đoàn, nhiều tổ chức ghi tên lập chiến dịch, lập ủy ban cứu trợ. Đây nghĩa để mọi người ghi nhớ triệu chén cơm là chiến dịch hợp thời, triệu tấm lòng bà con ở khắp nơi đồng hưởng ứng qua những lời kêu gọi. Qua thông báo ủy ban đà phát khởi kể từ ngày 27 tháng 8 tây cho tới ngày 27 tháng 11 này sẽ kết thúc sau chương trình văn nghệ. Thư thông báo là thư mời thông lệ gửi các ngài lãnh đạo tinh thần, mạnh thường quân và báo chí khi cần, nhờ phổ biến thông tin cùng mọi giới. Buổi văn nghệ cây quỷ ngày sắp tới lúc 3 giờ chiều nhật ngày 20. Mong bà con lớn bé cả mọi người hoan hỷ đến góp tình và kết phước. Buổi văn nghệ ngay tại chùa Bảo Phước tại San Jose, thành phố của tình thương. Người San Jose lý tưởng vẫn kiên cường, nhìn đại cuộc nhân sinh là lẽ sông. Chúc chiến dịch triều chén cơm khơi đồng, triều con tim cùng nhịp đập chan hòa, triều tấm lòng từ ái triều lắng hoa.
hương ngát tỏa ngôi nhà văn hóa Việt, để ghi nhớ những ngày phát động chiến dịch Triệu Chén Cơm cứu trợ nạn nhân môi trường và bão lũ tại miền Trung Việt Nam từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 27 tháng 11 2016, giác lượng Tuệ Đàm Tử và Chính Thức. Tổng kết số tiền quyên góp để chia sẻ sự khó khăn của nạn dân Formosa trong chiến dịch Triệu Chén Cơm, Hòa Thượng Thích Viên Dung cho biết được 5.000 USD và sẽ gửi khẩn cấp về cha Anton Đặng Hữu Nam và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Trước hết tôi xin cảm ơn Thượng Tòa Viện Chủ và cảm ơn hai Hòa Thượng cũng như là tất cả quý vị Tăng Ni và nhất là đồng bào Phật tử đông đủ ngày hôm nay. Mặc dù là trời mưa gió, quý vị cũng đã lắng nghe tiếng mời gọi của Thượng Tọa Viện Chủ đến để mà chúng ta cùng chia sẻ với đồng bào trong nước. Chúng tôi, ban đại diện cộng đồng, trong tuần tới vào ngày 27 tháng 11 có một buổi tổ chức lễ tạ ơn để cảm ơn, và chúng tôi xin kính mời Thượng Tọa Viện Chủ, quý Hòa Thượng cũng như là quý Tăng Ni và tất cả đồng bào Phật tử của chùa Bảo Phước xin mời đến tham dự cùng với lại ban đại diện cộng đồng chúng tôi.